Chào mừng các bạn đến với kiến thức rượu vang mỗi ngày cùng rượu ngon. Chúng ta thường uống rượu vang nhưng chắc hẳn là chưa biết hết các công dụng của rượu vang. Và hôm nay rượu ngon sẽ chia sẻ cho các bạn những tác dụng tuyệt vời của rượu vang dành cho phụ nữ. Rượu vang, đặc biệt là rượu vang đỏ, có khả năng kích thích vị giác của người sử dụng và có một số tác dụng tuyệt vời dành cho cả nam và nữ, như là uống rượu vang sẽ giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu 10 năm của trường y Harvard, phụ nữ tiền mãn kinh uống 1 hoặc 2 ly rượu vang mỗi ngày sẽ làm giảm khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2-4. Nguyên nhân là do rượu vang làm giảm đề kháng insulin ở bệnh nhân đái tháo đường. Tiếp theo là giảm béo. Uống rượu vang đỏ hàng ngày không những giúp bạn duy trì vóc dáng thon thả mà còn bổ sung nước và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Sau khi uống thì rượu vang có thể được hấp thu trực tiếp, tiêu hóa hết trong vòng 4 giờ và không hề làm tăng cân. Một nghiên cứu kéo dài 13 năm của trường đại học Harvard đã thực hiện trên 20.000 phụ nữ cho thấy những người uống một ly rượu vang mỗi ngày có 70% giảm nguy cơ béo phì. Thứ ba là có khả năng ngăn ngừa ung thư vú. Theo tiến sĩ Wiseman, những người đứng đầu nhóm nghiên cứu viện nghiên cứu trường đại học Calabria, Italia, lợi ích đến từ thành phần hóa chất có trong rượu vang đỏ chiết xuất từ quả nho có tên gọi là resveratrol. Resveratrol có thể giảm tới một nửa nguy cơ mắc chứng estrogen tăng cao trong cơ thể của người phụ nữ, nhờ đó giảm được nhiều nguy cơ mắc bệnh, trong đó có chứng u xơ, ung thư vú. Thứ tư là ngăn ngừa lão hóa, đồng thời có tác dụng làm đẹp. Rượu vang có chứa thành phần AHA tự nhiên, có khả năng kháng viêm và khử trùng cho làn da bị mụn trứng cá. Flavonoid và tannin trong rượu có tác dụng chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của tế bào, hạn chế các nếp nhăn. Không chỉ vậy, rượu vang còn trị nám rất an toàn. Polyphenol từ hạt nho có thể kích thích sự trao đổi và làm giảm các sắc tố tối màu của da, mang lại hiệu quả làm trắng rất tốt. Hãy uống rượu vang một cách hợp lý để tối ưu hóa hết công dụng của rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.